Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ cùng quý vị và các bạn luận giải chi tiết về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Năm 2024 là một cái năm mà cũng có nhiều cái bứt phá, đột phá, tiến đến thành công đối với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, đâu là tháng tốt để quý vị bứt phá, đúng không ạ? Trong cái sự nghiệp, trong công việc, đâu là cái tháng xấu mà quý vị cần phải an ngữ lưu ý để tránh gặp phải những cái hung họa trong năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng. Trong 6 tháng đầu năm của năm 2024, năm Giáp Thìn, xem là cát hung ra sao, vận hạn thế nào, và cái tháng nào là tháng phát tài phát lộc với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Nhâm Dần là những người sinh năm 1962, có thiên can là Nhâm, địa chi là Dần, người này có lá số là Dương Nữ, có ngũ hành là Kim Bạch Kim, cung mệnh là cung Khôn thuộc thổ, được gọi là Quá Lâm chi hổ, có nghĩa là hổ qua rừng, có xương con cọp, tướng tinh con ngựa, con nhà bạch đế phú quý. Kính thưa quý vị, thì đầu tiên để xét về cái vận trình chi tiết 6 tháng đầu năm, thì trước tiên chúng ta cùng phải xét về cái vận trình lá số tử vi tổng quan của năm đã, để từ cái vận trình tổng quan đó chúng ta sẽ đưa ra được những luận đoán chính xác nhất về cái vận thế của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng, trong 6 tháng đầu năm, biết được tháng nào tốt, tháng nào xấu. Và khi mà chúng ta nắm được cái tổng quan vận hạn thì chúng ta mới đưa ra được những luận đoán chính xác nhất về cái lá số tử vi chi tiết của từng tháng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên quý vị đã biết ấy, những người tuổi Nhâm Dần, nói chung là khi xếp về các mối quan hệ thiên can địa chi thì chúng ta có Dần gặp Thìn, đúng không ạ? Dần mộc gặp Thìn thổ, tức là mộc thổ là xung khắc. Vậy nên gặp cái cục diện xung khắc này thì trong năm quý vị sẽ gì, cái sức khỏe nó cũng sẽ bị giảm sút và các mối quan hệ nó trở nên bế tắc và khó khăn hơn. Vậy nên trong cái năm 2024 ấy, thì những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng, quý vị cũng cần phải tích cực luyện tập thể dục thể thao, có một cái chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt một cách hợp lý, điều độ để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Nhâm Dần 1962, nữ mạng, thì quý vị cũng gì nên là gì dĩ hòa vi quý trong cái thời gian này. Vì trong cái năm 2024 ấy, quý vị rất dễ trở nên nóng tính. Vì trong cái năm 2024 thì quý vị rất dễ trở nên nóng tính và dễ gây mất lòng và hiềm khích với người khác. Vì thế mà đây cũng là một cái năm mà quý vị cũng cần phải tĩnh tâm nhiều hơn. Khi mà quý vị tĩnh tâm rồi, nói chung là xử lý mọi việc bằng cái lý trí ấy, không sử dụng cái cảm xúc, thì sẽ khiến cho công việc được hanh thông và mọi sự sẽ được cắt tường hơn. Thưa quý vị, những người tuổi Dần ấy, chúng ta có Dần mộc khắc Thìn thổ, tức là gì, khắc Thái Tuế. Mà chúng ta đã biết ấy, Thái Tuế là tối đẳng tượng thần, là cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Vậy nên cái cục diện khắc Thái Tuế nó cũng không có lợi cho gia chủ. Đó. Vì thế mà những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho cái vận trình nó được hanh thông thuận lợi, công việc gặp nhiều may mắn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Bên cạnh đó, xét về cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta có Dần, có Nhâm, Nhâm gặp Giáp. Nhâm gặp Giáp nó là thực thần. Nói chung ý, năm 2024 được thực thần chiếu mệnh, mà cái con đường làm giàu của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trở nên hanh thông thuận lợi hơn. Trong năm thì gia chủ sẽ có cơ hội được đi đây đó khắp nơi, được lộc ăn uống do được người thân, được bạn bè hay là con cháu mang đến. Và những người tuổi Nhâm Dần ý, trong năm 2024 ấy, cũng đã biết tận dụng cái điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà không phải bỏ ra quá nhiều công sức nhưng vẫn giành được cái lợi thế, kiếm tiền về đầy túi.
Trong thời gian này thì những người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra được một cái hướng phát triển mới cho bản thân hoặc là cho cả tập thể. Tất nhiên trong quá trình thực hiện nó sẽ không tránh khỏi những cái va vấp. Xong bản mệnh đã rút được cái kinh nghiệm và bằng cái kỹ năng, bằng cái kinh nghiệm lâu năm của mình ấy, thì quý vị hoàn toàn có thể vượt qua tất cả và tiến đến cái thành công. Thêm nữa, trong cái năm 2024 Giáp Thìn ấy, chúng ta để ý nhé, cái địa chi Thìn thì nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có nhâm gặp Mậu thì nó là thất sát, nhâm gặp Quý nó là kiếp tài và nhâm gặp Ất nó là thương quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những hung tinh, nó không sẽ mang lại những cái điều hung họa. Nếu mà quý vị không nắm bắt được cơ hội thì rất dễ có thể là gì? Gặp phải cái hung tinh nó đeo bám và cũng gì khiến cho cái vận trình của một năm nó bị gì trắc trở, khó khăn. Đầu tiên chúng ta có nhâm gặp mà Mậu thì nó là thất sát. Nói chung ấy, gặp cái thất sát nó chiếu mệnh, nên là trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Nhâm Dần, nữ mạng sẽ gì cần phải cẩn thận hơn trong công việc vì dễ có tiểu nhân tranh đấu quấy phá. Nói chung gia chủ nữ mạng Nhâm Dần là những người thông minh, năng động nhưng lại nóng tính, nên là rất dễ bị kích động trong thời gian này. Thì đó cũng là cái sơ hở để cho kẻ xấu có cơ hội quấy phá và gì chiếm đoạt, cũng như là gì phá hoại cái sự nghiệp mà gia chủ đã xây dựng từ trước đến nay. Bên cạnh đó chúng ta có Nhâm gặp Quý thì nó là kiếp tài. Trong năm 2024 ấy, bị kiếp tài lâm vận, vậy nên những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cũng khá là vất vả trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc lúc nào cũng chật vật, bận rộn, lại hay có kẻ tiểu nhân đeo bám quấy phá. Những người tuổi Nhâm Dần là những người tuổi nhiệt tình, thẳng thắn nhưng mà lại dễ bị lợi dụng. Đôi khi ấy, khiến cho những gia chủ tuổi Nhâm Dần ấy, mất niềm tin vào cuộc sống cũng như là mất niềm tin vào mọi người xung quanh. Thêm nữa chúng ta có Nhâm gặp Ất thì nó là thương quan. Bị thương quan lâm vận nên là những người tuổi Nhâm Dần ấy, cần phải cẩn thận hơn vì quý vị dễ bị mất chức, mất quyền hoặc là thôi việc hay là bỏ việc giữa chừng. Trong cái năm 2024 ấy, làm gì, nghĩ gì thì cũng cần phải có một cái quyết tâm cao thì mới dễ thành công được. Nói chung ấy, những người tuổi Nhâm Dần cũng nên bỏ cái ngay cái tính cả thèm chóng chán để cho cuộc sống được trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Vì thế để hóa giải cái thất sát, kiếp tài cũng như là cái thương quan ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng. Thưa quý vị, bên cạnh cái cục diện thiên can địa chi thì chúng ta cũng xét về cái sao hạn, cái sao hạn và cái vận hạn của năm. Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng ấy, thì năm 2024 là 63 tuổi. 63 tuổi thì quý vị gặp cái sao hạn là cái sao Thủy Diệu và cái hạn năm là cái hạn Toán Tận. Như quý vị đã biết ấy, cái sao Thủy Diệu nó là một cái sao tốt, nó là một cái cát tinh, nó chủ về tài lộc hỷ sự. Khi mà gặp cái sao Thủy Diệu trong nhà có nhiều cái chuyện vui. Có điều là cái sao này nó kỵ nhất vào cái tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đây là hai tháng xấu. Tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ và tháng 8 là tháng Quý Dậu. Hai cái tháng này thì nó chủ về cái chuyện khẩu thiệt thị phi, mất mắt của cải và bị đàm tiếu nói xấu sau lưng. Những người mà có sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì cần phải cẩn thận trên con đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, vùng sông, vùng suối vì dễ gặp những bất trắc. Nói chung ấy, nữ mạng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ấy, mà ốm đau bệnh tật thì trong cái năm 2024 ấy, nó sẽ nguy hiểm nhất vào cái tháng 11 là cái tháng Bính Tý. Bên cạnh đó quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn Toán Tận. Đó, cái hạn Toán Tận nó chủ về cái chuyện là hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì quý vị nên cẩn trọng những cái tai nạn xe cộ nó nguy hiểm đến tính mạng hay là vì tiền mà bỏ mạng. Nói chung ấy, quý vị cũng cần phải tập trung vào cái sức khỏe của mình trong thời gian này, giữ gìn. Đấy, trong trường hợp mà quý vị thấy có những cái dấu hiệu bất thường trong cơ thể thì cũng nên đi khám chữa ngay để được điều trị kịp thời, tránh gặp phải những hối tiếc về sau.
Và để hóa giải cái sao thủy diệu cũng như là để hóa giải cái hạn toán tận, thì đầu năm ấy, những người tuổi Nhâm Dần nữ mạng, quý vị nên làm một cái nghi lễ gọi là ngây sao giải hạn đầu năm để hóa giải. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Đó. Phía trên nó có chữ Vạn của nhà Phật, phía sau ấy là hình chữ Phúc, đúng không ạ? Vạn Phúc tức là tăng cường cái vạn điều may mắn, vạn sự cát tường, tăng cường cái phúc đức để giúp cho gia chủ có được cái may mắn tài lộc. Phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy. Đấy. Nó là một cái loại đá mang cái năng lượng dương cao. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp kích hoạt cái may mắn, đấy, tăng cường sức khỏe, tăng cường may mắn và tài lộc. Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì nó cũng sẽ gì hóa giải được những cái vận hạn xấu của năm, như là cái sao thủy diệu, cái hạn toán tận, và giúp cho gia chủ có một năm bình yên may mắn, tĩnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ, giúp quý vị đưa ra được những quyết định đúng đắn, chính xác hơn trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, may mắn và hanh thông hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng. Đó là cái Vạn Phúc Chi Nhân. Họ chuyên hóa giải cái vận hạn của năm. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái năm 2024 nó Dậu Thìn thì cũng có khá nhiều cái cát tinh. Đó, như là thực thần và thủy diệu nó chiếu mệnh. Thì đây là cũng là một cái năm may mắn bình an với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng. Bên cạnh đó cũng có những cái hung tinh như là gì? Toán tận, đấy, thất sát, kiếp tài và thương quan. Nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận trình của gia chủ. Nhưng mà chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội và có những cái hành động kịp thời thì sẽ gì? Có thể là hóa giải được những vận hạn này. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu, và tháng nào là tháng sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mạng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tiếp theo chúng ta cùng xếp tháng 3. Tháng 3 là tháng Mậu Thìn, chúng ta có dần gặp Thìn là cục diện xung khắc. Vậy nên trong thời gian này sức khỏe nó kém và các mối quan hệ cũng trở nên nhiều bế tắc hơn. Bên cạnh đó chúng ta có Nhâm gặp Mậu thì nó là gì? Nó là thất sát. Thất sát thì gặp cái thất sát nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ khiến cho quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc thì dễ có tiểu nhân tranh đấu, mà những người tuổi Nhâm Dần là những người mà nói chung là thông minh, nhanh nhẹn, năng động, nhưng lại rất dễ bị kích động và dễ bị kẻ xấu lợi dụng, phá hoại đi cái sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta có địa chi Thìn, nó ẩn tàng ba thiên can, Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Nhâm gặp Mậu thì nó là thất sát, Nhâm gặp Quý nó là kiếp tài, và Nhâm gặp Ất thì nó là thương quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái hung tinh. Vậy nên là gì? Đây cũng là một cái tháng mà gặp khá nhiều là khó khăn, bế tắc với những người tuổi Nhâm Dần. Cái thất sát này thì quý vị biết này, nó mang lại cái thị phi đeo bám và phá hoại cái công danh sự nghiệp. Cái kiếp tài thì nó gây khó khăn trong công việc, khó khăn trong cuộc sống. Công việc thì lúc nào cũng gặp trục trặc, nhiều bế tắc, lại có kẻ tiểu nhân hãm hại. Cái thương quan thì nó cũng nói rằng là gì? Trong thời gian này thì quý vị dễ bị tranh quyền đoạt lợi đó, và sẽ gì không, nó ảnh hưởng xấu đến cái chất lượng công việc, dễ bị nghỉ việc, thôi việc giữa chừng. Vì thế để hóa giải cái hung tinh này đi ấy, để hóa giải cái hung tinh ấy, cũng như là mang lại may mắn cát tinh ấy, thì quý vị sẽ cần phải mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại, đặc biệt là cái thất sát, kiếp tài và cái thương quan, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Quý vị thân mến, bên cạnh đó thì trong cái tháng này lại lâm vào đất đế vượng, lưu niên lâm vào đế vượng, đúng không ạ? Cái lưu niên đế vượng nhập mệnh nó cho thấy là cái thời gian này thì những người tuổi Nhâm Dần ấy cũng trở nên cao ngạo hơn. Đó. Nếu mà quý vị còn duy trì cái thái độ này thì cuộc sống sẽ phải gặp khá nhiều lao đao và lận đận, do kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ và luôn tìm cách hãm hại. Bên cạnh đó trong tháng thì có lưu niên Thái Tuế và Thanh Long. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là cái vị thần sát lớn nhất trong năm mà không thể vi phạm. Còn Thanh Long nó là một cái sao tốt, chủ với cái sự may mắn,
Đấy, nó chủ về cái sự là vạn sự được thuận lợi, hanh thông, may mắn, tài năng và trí tuệ. Vậy nên là gì? Nó cũng gỡ gạt được cái phần nào. Đấy. Như vậy là tháng 3, tháng Mậu Thìn nó là một cái tháng xấu nhá. Tháng xấu. Xấu với những người tuổi Nhâm Dần nhá. Tháng này là tháng xấu này, quý vị cần phải lưu ý. À, tiếp theo chúng ta xem tháng 4. Tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ thì chúng ta có Dần Mộc gặp Tỵ Hỏa được cục diện là gì? Hỏa thổ tương sinh, sức khỏe trong thời gian này cũng tốt lên. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta có Dần với Tỵ là cục diện là lục hại. Cái cục diện lục hại này nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Nhâm Dần ấy dễ gặp nhiều chuyện bất an. Sự nghiệp thì khó có những cái bước đột phá. Và những người tuổi Nhâm Dần ấy cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống cũng như là trong công việc. À, bên cạnh đó chúng ta có Nhâm gặp Kỷ thì nó là chính quan. À, được chính quan nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là cái công việc của những người tuổi Nhâm Dần ấy sẽ trở nên thuận lợi, hanh thông hơn. Nói chung gia chủ đi làm với cái tinh thần vui vẻ, phấn khởi và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. À, những người tuổi Nhâm Dần là những người không ngại đón nhận những khó khăn, những vất vả. À, trong thời gian này thì một số bác sẽ được gì? Thăng quan tiến chức, có cơ hội được tăng quan tiến chức hay là tăng lương tăng thưởng nhờ vào những cống hiến, những sự nỗ lực của mình trong thời gian trước đó. À, bên cạnh đó chúng ta có Địa Chi Tỵ thì nó ẩn tàng ba thiên can, Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Nhâm gặp Bính thì nó là thiên tài, Nhâm gặp Mậu là thất sát và Nhâm gặp Canh thì nó là thiên ấn. Như vậy là gì? Trong cái tháng 4 ấy, do có Nhâm gặp Bính là cái vận thiên tài thì nó ẩn tàng trong thiên can, vẫn có thiên tài nó độ mệnh. Vậy nên là gì? Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội là vẫn có thể gia tăng thêm được cái may mắn, gia tăng thêm được cái tài lộc cho mình. Do cái thiên tài nó là cái vận may bất ngờ từ trên trời rơi xuống, nó là cái vận may sẽ giúp cho những người tuổi Nhâm Dần ấy, có được những cái lợi thế về mình, về cái mặt tiền bạc, về cái chuyện kiếm tiền. À, thêm nữa chúng ta có Nhâm gặp Mậu là thất sát, thì cái thất sát này nó cũng sẽ khiến cho cái vận trình sẽ trở nên long đong lận đận hơn. Tuy có tiền ấy, nhưng mà vẫn bị gì? Kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ quấy phá trong công việc, khiến cho công việc nó gặp nhiều bế tắc, không được thuận lợi như ý. À, bên cạnh đó thì chúng ta có Nhâm gặp Canh thì nó là thiên ấn. Cái thiên ấn nó cũng chỉ ra rằng một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định của những người tuổi Nhâm Dần trong thời gian này sẽ dễ gì đạt được những kết quả, đạt được những thành tích tốt đẹp. Vì vậy quý vị hãy không ngừng cố gắng và nắm bắt lấy cái cơ hội để gì tăng cái khả năng may mắn cho mình. À, trong tháng này thì quý vị có lưu niên lâm quan nó nhập mệnh đó. Nói chung ấy, khi mà gặp lâm quan nhập mệnh thì những người tuổi Nhâm Dần ấy sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Dù việc lớn hay việc nhỏ thì các bạn cũng đều không nề hà, ai nhờ thì cũng làm. Và con giáp này thì nổi bật với cái tư duy nhạy bén, khả năng phân tích của các bạn cũng được chú ý. Vì có những cái khác đánh giá khác biệt, mới lạ so với những người khác. À, thêm nữa trong tháng lại có cái lưu niên tiểu hao và cái thiên không. Tiểu hao và thiên không, vậy nên là quý vị cũng cần phải chú ý nhé. Đến cái chuyện là bảo vệ cái tiền bạc, cái tài lộc của mình. Kẻo lại bị kẻ xấu hãm hại mà gì, tranh đoạt mất. Như vậy là gì, trong cái tháng này mặc dù là cục diện lục hại nhưng nó vẫn còn rất nhiều cái cát tinh ở bên cạnh. Nói chung cái tháng này cũng là một cái tháng tốt nhé. Tốt với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. À, nữ mạng. À, tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 5, đó là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ. Trong tháng này chúng ta có Dần gặp Ngọ, Dần Mộc gặp Ngọ Hỏa được cục diện là tương sinh, sức khỏe thì tốt đúng không ạ? Thêm nữa Dần Ngọ tốt lại là tam hợp. Vậy nên là các mối quan hệ trong cái tháng này cũng khá là thuận lợi, hanh thông. À, gia đạo thì bình an, vợ chồng thì hòa thuận. À, các mối quan hệ thì nó trở nên khăng khít hơn. À, có khó khăn thì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ kịp thời, khiến cho những người tuổi Nhâm Dần cũng không phải quá lo lắng về cái vận trình của mình. À, bên cạnh đó chúng ta có Địa Chi Ngọ thì nó ẩn tàng hai thiên can Đinh và Kỷ. Chúng ta có Nhâm nếu gặp Đinh thì nó chính tài và Nhâm gặp Kỷ thì nó chính quan. Như vậy là gì? Trong cái tháng, trong tháng 5 này đấy, thì ẩn tàng thiên can Đinh và Kỷ đúng không ạ? Nó vẫn ẩn tàng những cát tinh như là chính tài và chính quan. Vậy nên là gì? Nó cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc. Thì chúng ta biết Nhâm gặp Canh ấy, thì nó là gì? Nó là thiên ấn. Đấy. Cái thiên ấn nó chỉ ra những cái mục tiêu, những cái dự định cá nhân của những người tuổi Nhâm Dần ấy, cũng dễ được thực hiện trong thời gian này. Nó cũng sẽ củng cố lại cái vị thế, củng cố lại cái quyền uy của những người tuổi Nhâm Dần. Vì thế quý vị có thể nắm bắt cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. À, bên cạnh đó,
thì chúng ta có nhâm gặp đinh thì nó là chính tài. Cái chính tài nó báo hiệu là trong thời gian này quý vị cũng vẫn gì nên để ý đến công việc chính của mình nhiều hơn, tránh sa đà vào những cái điều không mong muốn, hoặc là đứng núi này trông núi nọ, khiến cho bị mất tập trung và công việc nó cũng sẽ khó có thể là gì tiến triển được. Thêm nữa chúng ta có nhâm gặp kỷ thì nó là chính quan. Chính quan, cái cục diện chính quan nó nâng đỡ, nó cũng sẽ giúp cho công việc sự nghiệp của những người tuổi nhâm dần có nhiều cái bước đột phá hơn trong cái tháng, trong tháng năm này. Lại thêm được gì, lưu niên quan đới nó hỗ trợ nữa. Cái quan đới nó cũng tạo điều kiện thuận lợi đấy, nên là cái vận quý nhân nó vượng lên, mọi sự thuận lợi vì có nhiều người giúp đỡ. Nói chung ấy, thậm chí những người tuổi nhâm dần ấy còn được giúp đỡ để gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và sẽ được cho phụ trách những cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Ngoài ra cái cơ hội tăng lương tăng thưởng trong thời gian này nó cũng sẽ rất dễ đến với những người tuổi nhâm dần. Bên cạnh đó thì trong tháng này có lưu niên tướng quân, nó cũng củng cố cái uy quyền, củng cố cái vị thế của những người tuổi nhâm dần. Tiếc rằng trong tháng lại có lưu niên tăng môn thì nó gây ra nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống, hoặc là nhiều chuyện tăng tóc khiến cho quý vị cần phải lưu tâm nhé. Như vậy tổng quan lại là trong cái tháng 3 này, tháng 5 này này, vẫn là một cái tháng tốt, vẫn là một tháng tốt với những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt lấy cái thời cơ để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 6. Tháng 6 nó là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi chúng ta có dần mộc gặp mùi thổ, mộc thổ là xung khắc. Trong thời gian này thì sức khỏe đi xuống, các mối quan hệ thì cũng dần dần lâm vào cái bế tắc. Nhưng mà may mắn chúng ta có nhâm gặp tân thì nó là chính ấn. Đấy, được chính ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó trợ vận. Nên là trong thời gian này ấy, thì những người tuổi nhâm dần nói chung là cũng củng cố được cái vị thế, củng cố được cái uy quyền của mình. Hơn nữa, lời nói của quý vị trong tập thể cũng sẽ được gì mọi người đánh giá cao và cũng sẽ mang lại được những cái thành công bước đầu cho những người tuổi nhâm dần. Tiếp theo chúng ta có địa chi mùi ấy, thì nó ẩn tàng ba thiên can, kỷ, ất và đinh. Đấy, chúng ta có nhâm gặp kỷ thì nó là chính quan, nhâm gặp ất là thương quan và nhâm gặp đinh thì nó là chính tài. Nó là chính tài. Đó. Vậy nên là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cái cát tinh, những cái tài tinh. Chỉ cần những người tuổi nhâm dần nắm bắt hết cơ hội thì cũng sẽ dễ tìm kiếm cho mình những cái cơ may để gì được đổi đời giàu có. Chúng ta có nhâm gặp kỷ là chính quan thì nó nói lên rằng là gì? Công việc trong thời gian này khá là thuận lợi, khá là hanh thông. Nhưng của ất là thượng quan thì nó cũng cảnh báo quý vị cũng cần phải để ý đến cái công việc, đến vận trình, đến với những người xung quanh, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, hãm hại, đố kỵ, khiến cho dễ mất công mất việc. Đó. Thêm nữa chúng ta có nhâm gặp đinh thì nó là chính tài. Cái chính tài nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng này nó cũng báo hiệu là quý vị cũng nên tập trung vào công việc chính, tránh sa đà vào những cái công việc ngoài lề. Bên cạnh đó quý vị cũng đừng có đứng núi này trông núi nọ, kéo lại gì dễ dẫn đến những cái khó khăn trở ngại trong công việc. Bên cạnh đó thì trong cái năm 2024 ấy, thì đặc biệt tháng 6 này chúng ta có lưu niên thiếu âm và cái tấu thư. Quý vị đã biết cái sao thấu tư nó là một trong những bộ sao nó chủ về ăn nói viết lách, văn vở và văn chương. Nó chủ về cái lý luận và đây là một cái phụ tinh nhưng nó cũng mang lại cái sự cát tường may mắn đó. Thêm nữa, chúng ta lại có lưu niên thiếu âm thì nó chủ về những cái gọi là gì? Tính chất thông minh, vui vẻ, hoạt bát thì cũng là cái quý nhân phù trợ, gặp quý nhân phù trợ trong thời gian này. Vậy nên những người tuổi nhâm dần nữ mạng ấy, nói chung là tháng này cũng khá là một tháng gì? Tháng may mắn nhá, tốt lành, tốt đối với những người tuổi nhâm dần. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội thì cũng sẽ gì? Có được thêm nhiều cái điều kiện để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm của năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy, thì trong 6 tháng đầu năm ấy thì quý vị biết có những cái tháng tốt, những tháng xấu. Đấy, tháng tốt nhất có lẽ là tháng 5. Và cái tháng xấu nhất thì nó là tháng 3. Vậy nên trong hai cái tháng này, trong tháng 3 ấy, thì quý vị cũng cần phải gì hành động một cách cẩn thận, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ mà sinh ra lòng quấy phá. Bên cạnh đó thì trong cái tháng 5 ấy, thì quý vị cũng hãy tận dụng cái cơ hội này
để phát triển, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình. Tiếp theo chúng ta xét về tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Chúng ta có Dần Mộc gặp Thìn Thổ, Mộc Thổ là xung khắc. Vậy nên trong tháng này thì sức khỏe cũng bị suy giảm và các mối quan hệ thì cũng dần dần đi vào cái bế tắc và gặp nhiều cái hung tinh. Thêm nữa, chúng ta có Dần Mộc gặp Thìn Thổ thì nó là cục diện tương khắc. Vì vậy mà trong cái tháng này này, trong tháng 3 ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để giải hạn thái tuế này đi nhé. Thêm nữa là chúng ta có Nhâm gặp Mậu thì nó là thất sát. Đó. Cái cục diện thất sát này nó cũng khiến cho cái vận trình công việc có nhiều cái trắc trở, khó khăn, dễ bị tiểu nhân ganh ghét đố kỵ. Những người tuổi Nhâm Dần là những người thông minh, năng động nhưng mà dễ nóng tính nên là dễ bị kích động. Thì đó là cái sơ hở để cho kẻ xấu có cơ hội phá hoại cái sự nghiệp mà gia chủ đã gây dựng từ bấy lâu nay. Bên cạnh đó thì chúng ta biết địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Nhâm gặp Mậu thì nó là gì? Thất sát. Nhâm gặp Quý là nó kiếp tài và Nhâm gặp Ất thì nó là thương quan. Quý vị thân mến, như vậy là gì? Trong cái tháng 3 thì có các hung tinh ẩn tàng rất nhiều cái hung tinh. Cái thất sát nó mang lại cái khó khăn, cái trắc trở trong công việc, luôn bị tiểu nhân hãm hại đố kỵ và tìm cách gì ghen ghét đố kỵ và tìm cách phá hoại cái sự nghiệp. Cái kiếp tài thì nó cũng khiến cho cái vận trình công việc nó luôn lâm vào cái bế tắc, công việc sự nghiệp thì gặp trắc trở lận đận khó khăn. Bên cạnh đó cái thương quan lâm vận thì nó cũng gây khó dễ cho cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Nhâm Dần đấy. Nó sẽ gặp nhiều cái chuyện bất lợi và dễ bị gì thôi việc, nghỉ việc hoặc là gì mà bị bỏ việc giữa chừng do kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ mà tạo ra. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình trong tháng 3 ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tiếp theo là trong cái tháng này lại có Lưu Niên, Thái Tuế và Phục Binh. Phục Binh nó chủ về sự mai phục, chủ về sự mờ ám ấy. Nói chung ấy, cái tháng 3 ấy, nó là một cái tháng xấu, thực sự xấu với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vì thế mà quý vị cần phải hết sức lưu tâm nhé, để ý trong tháng này. Đó, trên mọi phương diện thì nó đều không được tốt lành cho lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ chúng ta có Dần gặp Tỵ thì nó là cục diện lục hại. Nói chung ấy, gặp cái cục diện lục hại thì nói chung nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Nhâm Dần dễ gặp những cái chuyện bất an. Tài vận, sự nghiệp, công việc thì khó có thể có những cái bước đột phá lớn. Bên cạnh đó, cái chuyện thị phi nhiều nên là quý vị cũng cần phải cân bằng, vẫn cần phải cẩn trọng hơn trong cái mọi chuyện của mình. Thêm nữa, chúng ta có Nhâm gặp Kỷ thì nó là chính quan. May mắn là được chính quan nâng đỡ nên là cái vận trình công việc của những người tuổi Nhâm Dần ấy cũng sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Nói chung gia chủ trong thời gian này cũng khá là phấn chấn, khá là vui vẻ, tích cực trong công việc, nhưng mà lại bị gì, bị cái cục diện nó gây khó khăn. Thêm nữa chúng ta biết là cái địa chi Tỵ ấy thì nó ẩn tàng ba thiên can Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Nhâm gặp Bính thì nó là thiên tài, Nhâm gặp Mậu là thất sát và Nhâm gặp Canh thì nó là thiên ấn. Đó. Như vậy là gì, trong cái thiên can ẩn tàng vẫn ẩn chứa những cái cát tinh và những cái hung tinh. Nếu quý vị biết nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể là thay đổi được cái số mệnh, có một cái cuộc sống giàu sang như ý, tài lộc dồi dào. Thì chúng ta biết Nhâm gặp Bính là cái thiên tài. Khi mà cái thiên tài lâm vận, nó cũng nói lên rằng trong cái tháng 4 âm lịch thì quý vị sẽ có cơ hội để phát tài phát lộc. Chỉ cần những người tuổi Nhâm Dần 1962 nắm bắt được cái cơ hội thì cái may mắn tài lộc sẽ đến với mình trong thời gian này. Thêm nữa, chúng ta có Nhâm gặp Mậu thì nó là thất sát. Cái cục diện thất sát nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ấy, gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều cái trắc trở, gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Nói chung ấy, cái tình trạng là tranh quyền đoạt lợi trong cái tháng này nó cũng xảy ra khá là gì, khá là thường xuyên ấy. Tiếp theo chúng ta có Nhâm gặp Canh thì nó là thiên ấn, lại được thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ. Nó cũng chỉ ra những cái mục tiêu, một vài cái mục tiêu, một vài kế hoạch, một vài cái dự định của những người tuổi Nhâm Dần sẽ có thể gì biến thành hiện thực. Vì vậy quý vị đừng ngại nỗ lực, đừng ngại gian khó,
mà cứ tận tâm tận lực với công việc thì chắc chắn cái kết quả tốt đẹp sẽ đến với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Bên cạnh đó thì chúng ta có trong tháng 4 ấy, thì nó có lưu niên tuyệt nó nhập mệnh. Thưa quý vị, cái lưu niên tuyệt nó nhập mệnh nó đẩy mọi thứ đi theo cái chiều hướng mà gia chủ không thể lường trước được. Trong thời gian này thì các mối quan hệ cũng gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa, và những người tuổi Nhâm Dần ấy thì sẽ có cái xu hướng khép mình lại, ngại tranh đấu nhưng vẫn khó tránh khỏi được những cái thị phi hay là cái hạn tiểu nhân ám hại vì những cái va chạm thường ngày trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thêm nữa lại gặp cái thiên niên lưu niên đại hao và cái thiên không, đây là cái hai cái sao mà nó chủ về cái chuyện hao tốn về tiền bạc tài lộc. Như vậy là tháng này nói chung ấy thì những người tuổi Nhâm Dần ấy cũng nên để ý, thứ nhất là chú ý đến quản lý tiền bạc của mình để tránh để bị thất thoát. Thứ hai là gì, cũng cần phải rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để gia tăng thêm sức khỏe cho mình. Hơn nữa chúng ta biết tháng này là có Dần gặp Tỵ thì là gì, nó là cục diện Dần Tỵ, Dần mộc sinh Tỵ hỏa, hỏa thổ tương sinh, nên là đây cũng là một tháng mà sức khỏe của quý vị cũng không có gì phải lo lắng nhé, cũng được tốt lên. Như vậy là gì, trong cái tháng này thì nó cũng là một cái tháng nhé, nó là một cái tháng nói chung ấy cũng có được cơ hội đấy, nhưng mà cái khó khăn nó cũng khá là nhiều, nên là đây cũng được đánh giá là một cái tháng trung bình khá nhá, tháng trung bình khá, đơn giản là gì, nó cũng được gọi là tốt. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 5 là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ chúng ta có Dần gặp Ngọ này, được cục diện tam hợp là Dần Ngọ Tuất tam hợp, đúng không? Khi mà gặp được cái cục diện tam hợp, quý nhân nó chiếu cố, nó giúp đỡ thì nó nói lên rằng là gì, những người tuổi Nhâm Dần ấy sẽ đón một cái vận trình sáng rực và thăng hoa trong cái tháng năm này. Gia chủ sẽ đang có những cái bước tiến triển rõ rệt trên con đường công danh và sự nghiệp của mình. Nói chung ấy, những gia chủ tuổi Nhâm Dần ấy thì đều là biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực để thực hiện những cái điều đó. Các nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ khi mà được cấp trên giao phó thì cũng được những người tuổi Nhâm Dần ấy cố gắng thực hiện và hoàn thành ở cái trách nhiệm cao nhất. Không chỉ công việc mà trong cái tháng này thì cái tài lộc của những người tuổi Nhâm Dần ấy cũng có cái cơ hội phát triển. Vậy nên quý vị cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó chúng ta có Nhâm gặp Canh thì nó là cái thiên ấn. Đó. Cái thiên ấn nó cũng nói lên rằng là gì, trong thời gian này quý vị sẽ gặt hái được những kết quả tốt trong công việc, trong cuộc sống. Vì vậy quý vị cũng cần phải cố gắng nắm bắt lấy. Nói chung ấy, làm gì để làm thì mọi việc nói chung là không thể nào là 100% suôn sẻ và hanh thông được. Đôi lúc quý vị cũng sẽ gặp phải cái tình trạng khó khăn, có tiểu nhân hãm hại, đấu đá nó xảy ra. Nhưng nhờ vào cái sự tinh tế, nhờ vào cái khả năng của mình ấy, thì những người tuổi Nhâm Dần có thể khả năng gì, hoàn toàn là nắm bắt được cái điều đó và có được một cái cuộc sống trọn vẹn hơn. Thêm nữa, những người tuổi trong cái tháng 5 ấy, tháng Canh Ngọ ấy, thì chúng ta có Ngọ ẩn tàng thiên can là Đinh và Kỷ. Chúng ta có Nhâm gặp Đinh thì nó là chính tài và Nhâm gặp Kỷ thì nó là chính quan. Như vậy là gì, vẫn còn tài tinh soi chiếu và chính quan soi chiếu trong cái thiên can ẩn tàng. Vậy nên gì, nó cũng nói lên rằng trong tháng này vẫn còn những cơ hội để quý vị gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình. Đó. Đầu tiên chúng ta có Nhâm gặp Đinh thì là chính tài. Cái chính tài nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó cũng nói lên rằng là gì, trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thì cũng sẽ được chính tài giúp đỡ trên con đường công danh sự nghiệp, nên sẽ luôn gặp được vận may đầy mình. Gia chủ thì luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cũng rất thích đi làm. Làm việc thì chăm chỉ, và nên là gì, cũng sẽ có được những cái thành tích rất là tốt. Thêm nữa có Nhâm gặp Kỷ thì nó là chính quan. Cái chính quan lâm vận nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi ấy, Nhâm Dần 1962 ấy, công việc sẽ được thuận lợi hơn. Đấy, gia chủ đi làm thì lúc nào với tinh thần là vui vẻ, phấn khởi và truyền đạt được những cái ý niệm của mình, để chia sẻ được những kinh nghiệm cho mình, cho thế hệ kế cận. Bên cạnh đó trong tháng này thì có liên liên thai nhập mệnh. Liên liên thai nhập mệnh trong tháng này thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Nhâm Dần ấy, nói chung ấy là trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ gì, có xu hướng xử lý vấn đề bằng cảm xúc nhiều hơn, thiếu đi cái sự lý trí và thiếu đi cái sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng nếu mà gia chủ đủ chậm lại một chút, chịu khó lắng nghe những lời khuyên của mọi người xung quanh ấy, thì sẽ hạn chế được không ít những cái rắc rối nó có thể xảy ra. Nhất là cái việc thương thảo hợp đồng, nếu mà quý vị cứ nóng nảy thì sẽ rất khó có thể là gì,
có được những cái điều như ý. Bên cạnh đó, trong tháng này có lưu niên bệnh phù và cái tăng môn, cái chiếu mệnh. Cái bệnh phù nó chủ về cái bệnh tật. Đấy, nó chủ về cái bệnh tật. Nó sẽ khiến cho sức khỏe của gia chủ bị kém. Đấy. Và dễ gặp những bệnh tật nguy hiểm trong thời gian này. Hơn nữa cái tăng môn thì nó mang lại nhiều chuyện buồn phiền, nhiều cái sự phiền muộn trong cuộc sống. Vậy nên đây cũng là một cái tháng mà quý vị cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình nhé. Chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn để không gặp phải những cái điều bất chắc. Như vậy tháng 5 ấy, nói chung ấy, cũng là một cái tháng tốt nhé. Tốt với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tiếp theo chúng ta xem tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi chúng ta có Dần Mộc và Mùi Thổ đó. Thì Mộc Thổ nó xung khắc, thời gian này sức khỏe thì nó cũng sẽ bị suy giảm và các mối quan hệ thì nó cũng trở nên bế tắc hơn, khó có được sự hòa hợp của mọi người. Thêm nữa, chúng ta có Nhâm gặp Giáp thì nó là chính ấn. Đấy. Được chính ấn nó soi đường chỉ lối, nên là những người tuổi Nhâm Dần ấy sẽ dễ dàng đi đúng đường đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian công sức cũng như là tiền bạc. Và trong thời gian này thì gia chủ rất là hứng thú bắt tay vào công việc. Nói chung ấy, quý vị sẽ không để cho cái cảm xúc lấn át và sẽ được làm việc sẽ tỉnh táo hơn. Đây cũng là cái thời điểm mà gia chủ sẽ gì được truyền cảm hứng để gì bứt phá lên những cái thành công cao hơn. Bên cạnh đó, cái địa chi Mùi thì nó ẩn tàng ba thiên can Kỷ, Ất và Đinh. Chúng ta có Nhâm gặp Kỷ thì nó là chính quan, Nhâm gặp Ất thì nó là thương quan và Nhâm gặp Đinh thì nó là chính tài. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng vẫn còn những cái cát tinh nó chiếu mệnh. Chúng ta có Nhâm gặp Kỷ là cái chính quan. Cái chính quan nó mang lại nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn. Nó sẽ giúp cho tinh thần của gia chủ ấy luôn được vui vẻ, phấn khởi. Và khi đó công việc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Đặc biệt là những bác nào làm quan chức, những người làm lãnh đạo ấy, thì sẽ được may mắn nhiều hơn. Còn những người làm công ăn lương thì cũng rất dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Và cái vận may nó cứ đẩy mình. Thêm nữa chúng ta có Nhâm gặp Ất thì nó là thương quan. Gặp cái thương quan lâm vận, vậy nên nó nói lên rằng là gì? Trong thời gian này, nói chung ấy, tâm lý của những người tuổi Nhâm Dần ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, không tốt đến cái chất lượng công việc. Dường như là trong thời gian này gia chủ không còn bận tâm đến bất cứ công việc gì cụ thể. Cái việc hợp tác làm ăn thì cũng không có lợi. Nói chung ấy, quý vị cũng sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn và bế tắc. Bên cạnh đó chúng ta có Nhâm gặp Đinh thì nó là chính tài. Cái chính tài nó cũng nói lên rằng là trong thời gian này thì quý vị cứ tập trung vào công việc chính, tránh sa đà vào những cái việc khác bên ngoài ấy. Tập trung vào công việc chính thì để củng cố lại cái gì, quyền lực, cái địa vị của mình thì cũng sẽ có được một nguồn thu rủng rỉnh. Trong cái tháng này cũng không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Đó. Vậy nên đây cũng là một cái tháng khá là tốt. Thêm nữa lại có lưu niên thiếu âm và cái hỷ thần. Cái hỷ thần nó chủ về cái sự may mắn, chủ về cái sự vui vẻ. Nói chung ấy, cái hỷ thần ấy thì nó sẽ nó chiếu đến trong năm nay này, thì nó cũng báo hiệu những người tuổi Nhâm Dần trong nhà dễ có những cái chuyện vui, dễ có những chuyện là mở tiệc như là gì, có tiệc vui như là tiệc cưới hoặc là gì, có tin vui, thêm con thêm cháu. Còn cái thiếu âm này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Nhâm Dần ấy có được một cái vận trình năm được thuận lợi và hanh thông hơn. Đó. Đó là trong tháng 6. Như vậy tháng 6 thì nói chung tháng này là khá là tốt. Cũng khá là tốt đấy. Quý vị lưu ý về phần sức khỏe nhé. Phần sức khỏe của mình thôi. Còn mọi thứ thì gần như nó được hanh thông thuận lợi. Không gặp phải những cái bế tắc nào trong cuộc sống cả. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 năm Mạng. Trong 6 tháng đầu năm của năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.